Các cái danh tướng mà khi theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam ấy, thì sinh vi tướng tử vi thần, cho nên là cùng với các cái công trạng và cái địa bàn hoạt động gắn liền với danh nhân Triệu Việt Vương thì có rất nhiều nơi đã xây dựng đền tưởng niệm, cùng theo đó là tổ chức lễ hội. Thì chúng tôi cũng chưa có dịp mà đi khảo sát rất là kỹ, nhưng mà qua các tư liệu đã công bố thì chúng tôi thống kê sơ bộ đã có ít nhất là 116 cái di tích hiện nay đang thờ tưởng niệm Triệu Việt Vương trên cái vùng châu thổ sông Hồng. Tất nhiên ngoài ra cũng như là giáo sư Bùi Quang Thanh đã nói, tức là còn nhiều cái di tích khác nữa, và trong đó có cũng hàng nghìn di tích thờ các danh tướng có liên quan đến cái giai đoạn lịch sử rất oai hùng. Thì về phần lễ hội thì ở đây thì chúng tôi cũng chưa có dịp khảo sát các cái lễ hội về tưởng niệm Triệu Việt Vương, nhưng mà qua các cái tư liệu công bố, đặc biệt là những tài liệu mà đã thống kê, tức là thống kê những cái lễ hội mà đã được ít nhất là tổ chức với quy mô theo phân loại của Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, thì là có di tích ở lễ hội ở quy mô cấp xã hoặc là cấp khu vực, có cấp tỉnh, có khu vực, thì ít nhất là chúng tôi thống kê được khoảng 26 cái lễ hội diễn ra về liên quan đến thờ tưởng niệm Triệu Việt Vương. Trong đó địa bàn Hưng Yên thì cũng có là 8 lễ hội và các địa phương khác. Thì đây đáng lưu ý là trong cái lễ hội thì có hai cái lễ hội mà chúng tôi cũng giới thiệu sâu, đó là một lễ hội ở tỉnh Hà Nam, tức là ở làng Đình Yên Trạch, làng Yên Trạch, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân. Thì ở đây nó có cái đặc biệt là lễ hội là liên quan đến một cái truyền thống mà theo thần tích cũng như là lịch sử của cái vùng này, thì là chính là dân của thuộc 8 dòng họ vốn là của Dạ Trạch Khói Châu chúng ta, và di cư sang đấy vào cái thời Thục Minh, tức là năm 1408. Thì là họ đã sinh sống, lập nghiệp, định cư, xây dựng làng và sau đó xây dựng di tích, và họ còn giữ lại được những cái di tích và những phong tục liên quan đến cái lễ hội gắn liền với cả cái khu Dạ Trạch. Thì ở đây cái lễ hội đây cũng có rất nhiều cái đặc biệt, trong đó có một cái lễ giao binh, lễ tẩu mã cũng gắn liền với cả một cái truyền thống là gia quân đánh giặc của Triệu Việt Vương. Và diễn ra lễ hội thì vào khoảng tháng Giêng, tức là ngày 25 tháng Giêng âm lịch. Thì trong này chúng tôi cũng đã giới thiệu lễ hội, và chúng tôi nhấn mạnh ở đây bởi vì nó là cái cơ sở sau này lên trên cơ sở Dạ Trạch, chúng ta có thể có cái cơ sở để có thể là mời những cái nghệ nhân, những cái người mà am hiểu để có thể tái tạo, phục dựng lại cái phần lễ hội ở Dạ Trạch, vì nó có cái nguồn gốc lịch sử gắn liền giữa hai cái khu vực này. Thế một lễ hội ở các tỉnh khác thì cũng lễ hội ở Hà Nam, Nam Định, rồi thì có cái đền Độc Bộ Yên Nhân, thì vừa rồi giáo sư Bùi Quang Thanh cũng nhấn mạnh giới thiệu, tức là đây là một trong lễ hội rất là tiêu biểu của khu vực châu thổ sông Hồng, mà quy tụ được rất nhiều những cái di tích, những cái địa phương ở các cái tỉnh xung quanh tham gia cái lễ hội này. Thì qua những cái khảo sát và đánh giá như vậy thì hiện nay ở vùng Dạ Trạch thì chúng ta đã phục dựng lại di tích thờ Triệu Việt Vương. Thế thì chúng tôi thấy rằng là việc phục dựng di tích thì để mà nó phát huy trong đời sống xã hội thì gắn liền với cả lễ hội sinh hoạt tín ngưỡng là điều tất yếu và cũng nên cần sớm và triển khai. Tất nhiên thì chúng ta đều biết là ở khu vực Dạ Trạch thì trước ngay là chúng ta là trong tư liệu lịch sử thì có đến nói đến việc là có miếu thờ, nhưng mà sinh hoạt lễ hội trực tiếp mà liên quan đến Triệu Việt Vương là không có. Chúng tôi cũng chưa tìm thấy cái tư liệu nào, bởi vì có lẽ là một là cái vùng Dạ Trạch là nó ảnh hưởng của cái văn hóa thờ Chử Đồng Tử Tiên Dung rất đậm đặc, là một trong tứ bất tử, cho nên là cái vùng này thì cái lễ hội liên quan đến Triệu Việt Vương là nó bị nhòa đi. Cái thứ hai nữa là cũng có thể là do cái thời gian đã đâu và cái di tích mà thờ thì sau này đã chuyển vào đền hóa Dạ Trạch, cho nên là nó có cái phong tục tín ngưỡng ở đấy không giữ được. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta có di tích phục dựng trên cái nền đất cũ của ngôi đình thì chúng ta nhất thiết nên có cái tổ chức một cái quy mô lễ hội làm sao cho phù hợp. Thì ở đây chúng tôi cũng mạnh dạn có mấy cái đề xuất. Cái thứ nhất là về cái thời gian lễ hội, thì hiện nay thì qua khảo sát chúng ta biết rằng là lễ hội thờ Triệu Việt Vương thì có hai cái kỳ tổ chức chính là mùa xuân và mùa thu. Thế thì thường là các di tích là thường ở mùa xuân và mùa thu vào tháng 8. Tức là theo thần tích và các tư liệu thì nói rằng là cái dịp mà mùa xuân cũng như là ở chỗ Hà Nam ấy, thì là đây là cái ngày 25 tháng Giêng, là ngày gia quân của Triệu Việt Vương, gia quân đánh giặc. Thế còn ngày sinh, ngày hóa thì là vào tháng 7, nhưng mà hiển thánh thì về là tháng 8. Thế thì những cái dịp như vậy là đều có cái các di tích liên quan đến lễ hội. Thế thì đối với Dạ Trạch thì chúng tôi có đề xuất như này. Cái thứ nhất là ta có hai cái kỳ
Thứ nhất là nếu mà ta phục dựng với tư cách là gắn kết giữa hai cái vùng Yên Trạch ở Hà Nam và Dạ Trạch với theo cái dòng suy nghĩ, tức là vì là dân cư ở hai cái vùng này vốn là một mà đã ra di cư sang, cho nên họ vốn là bảo lưu cái văn hóa truyền thống của vùng Dạ Trạch và cũng gắn với cả các cái lễ hội mà như là giáo sư Bùi Quang Thanh nói là, tức là trong lễ hội nên tạo ra cái giá trị độc đáo của lễ hội. Thì chúng tôi thấy rằng là có thể chúng ta vào cái dịp lễ gia quân thì vào cái tháng riêng thì chúng ta tổ chức lễ hội, sau đó thì vào mùng 10 tháng 2 thì ngay sau đó là liên quan đến lễ hội đền hóa Dạ Trạch. Tất nhiên nếu hai cái lễ hội này mà liên quan đến nhau thì công tác tổ chức cũng rất là vất vả. Và một cái kỳ thứ hai là kỳ lễ hội vào mùa thu, tức là chúng ta đang nhắc đến ở cái lễ hội là cái dịp là tháng 8. Thế thì đây chúng tôi quan niệm là cũng là cái ngày hiển thánh và thường là các cái lễ hội mà gắn với các cái nhân vật lịch sử mà khi mà ngày mất, nhưng mà ngày hiển thánh là ngày chính mà thường tổ chức lễ hội. Và ở Dạ Trạch thì cũng, và Khói Châu thì là cái vùng này thì cũng là cái dịp mà chúng ta có rất nhiều cái đặc sản gắn liền với cả địa phương. Và phục dựng cái lễ hội hiện đại thì chúng ta cũng nên gắn kết được các cái hoạt động văn hóa, bởi vì ngoài cái hoạt động của tín ngưỡng lễ hội thì chúng ta còn gắn với các hoạt động du lịch và văn hóa truyền thống. Cho nên là nếu trong cái dịp này chúng ta phục dựng tổ chức lễ hội cũng vẫn các cái hoạt động mà như là các sinh hoạt lễ hội gồm có phần sinh hoạt tâm linh tế lễ chẳng hạn, thì ở Dạ Trạch thì chúng tôi cũng đã phân tích, tức là trong đền hóa là có một cái lễ và tế cung đình, tức là thực ra thì cũng là một cái lễ mà bảo lưu được những cái nghi thức lễ cổ tương đối cổ và hiện nay là vẫn được duy trì, thì chúng ta kế thừa cái phần tín ngưỡng đó. Thế còn các cái phần hoạt động hội xung quanh như là hội trận đấy, thì ở đây chúng ta có thể tham khảo thêm cái việc là ở trên bên Hà Lan, đồng thời là nghiên cứu thêm sâu hơn, tức là ta sẽ dành thời gian tìm hiểu sâu hơn các cái lễ hội và các tín ngưỡng liên quan đến triều đình Việt Vương, từ đó ta hình thành một cái kịch bản để mà phục hồi có cái lễ hội ở đền triều Việt Vương nó có nét đặc thù. Thế nhưng mà trên cơ sở cái tín ngưỡng về lễ hội đó thì chúng ta sẽ có những cái sinh hoạt văn hóa liên quan mà ở vùng Dạ Trạch chúng ta rất là đặc sắc. Ví dụ như là cái việc là tổ chức các cái hội thi liên quan đến múa rồng, thì cái múa rồng ở cái vùng Khói Châu chúng ta hoặc là Hưng Yên thì cũng rất là tiêu biểu, rất nhiều đội múa rồng mà rồng thì gắn với trong cái truyền thuyết cũng như là thần tích thì là rất gắn liền với cả nhân vật triệu Việt Vương. Trong truyền thuyết có nói là ông được Chử Thường Tử cưỡi rồng trao cho móng rồng cài trên mũ Đông Mâu, mà nhờ đó mà có sự uy linh trong cái việc đánh giặc. Thế thì những cái như này thì chúng ta sẽ đẩy lên, tức là ta đẩy mạnh cái việc mà tổ chức các cái hoạt động về lễ hội, trong đó có những cái cuộc thi rồng hoặc là thi múa lân, rồi để nhưng mà đẩy lên với cái cấp là cấp độ cao hơn, là cấp quốc gia và cấp khu vực, như vậy thì sẽ thành những cái hội thi mang tính truyền thống rất là cao. Đồng thời vùng Dạ Trạch thì cũng có hát chống quân, rồi một số cái văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống, thì đây cũng là cái cơ hội để chúng ta phục hồi lại và tổ chức những cái cuộc thi, những cái giao lưu. Rồi Dạ Trạch, rồi là vùng chúng ta, vùng đây là rất nhiều cái đặc sản về ẩm thực, về coi như là về cây ăn quả, cây trái, thì chúng ta sẽ kết hợp trong những cái dịp này sẽ tổ chức những cái hội chợ liên quan đến văn hóa ẩm thực, rồi liên quan đến giới thiệu để thăm những cái khu di tích danh thắng quanh khu vực Dạ Trạch này, có rất nhiều di tích có liên quan, thăm Đa Hòa, rồi thăm chùa Mễ Sở, rồi là theo sông Hồng, chúng ta thành cái tuyến điểm du lịch quanh cái khu vực Dạ Trạch ở Khói Châu Miên. Thì chúng ta biết rằng là để mà nghiên cứu một cách toàn diện, mà phục hồi, có cơ sở để phục hồi lễ hội thì chắc chắn là phải dành thời gian nhiều hơn nữa để mà nghiên cứu, khảo sát không chỉ là di tích ở trong tỉnh Hưng Yên, rồi các cái di tích có liên quan ở các tỉnh lân cận đều có liên quan đến thờ Triệu Việt Vương và các danh tướng của ngài, thì chúng ta sẽ có một cái kịch bản, một cái phục dựng lễ hội có một cái độc đáo riêng. Thì chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm ở trong cái vấn đề này, tức là khi mà phục dựng lễ hội thì đòi hỏi rất là cái công phu và tỉ mỉ. Từ năm 98 mà các đồng chí biết là khi mà phục dựng lại cái lễ hội đền Đậu An là một cái lễ hội thờ ông Đùng Bờ Đà, từ năm 1944 là đã, sau đó là không tổ chức nữa. Thì năm 98 là tôi đã về để trực tiếp phải làm mất 15 ngày để cùng với các cụ cao tuổi đấy phục dựng lên cái lễ hội rước ông Đùng Bờ Đà, cũng rất là hay, đặc sắc. Nhưng rất tiếc là sau này thì ngành văn hóa Hưng Yên cũng không duy trì được. Và năm 2000 thì tôi cũng về ở Dạ Trạch để phục dựng cùng với các địa phương để phục hồi lại cho nó một cái nghi thức lễ rước nước tương đối trọn vẹn. Thì hiện nay thì cũng nhiều năm lễ hội thì vẫn tiếp tục duy trì. Thì qua cái việc mà phục dựng lễ hội thì thấy rằng là cái vấn đề quan trọng là mình phải tiếp tục dành thời gian nghiên cứu, khảo sát cho nó kỹ tất cả các cái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có liên quan đến Triệu Việt Vương,
rồi là các cái vùng văn hóa ở quanh khu vực để làm sao mà phục tới đây và phục dựng cái lễ hội ở đền Dạ Trạch Vương nó có nét độc đáo và khác biệt, tạo ra những cái nét đặc sắc riêng của lễ hội Dạ Trạch và trong cái lễ hội của tỉnh Nguyên. Thì trên đây là những phát biểu suy tư bước đầu, cũng chưa dành được nhiều thời gian. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí.